Dạ, em tên Công, họ Võ. Công Võ. Võ Công. Võ Công. Tên Công Võ Công. Có hai chữ thôi. Võ Công, dự định là đặt con trai là Thâm Hậu. À, vậy hả? Ủa nhưng mà hai em đã có em bé chưa? Dạ chưa, dự định chưa, đang dự định đúng không? Dạ. À, nếu mà đẻ sinh đôi hai thằng trai thì sao? Võ Công Thâm Hậu. Dữ lắm à. Cao cường. Đó. Đó. Võ Công. Võ Công Cao Cường Thâm Hậu. Cao Cường. Rồi, Võ Công là làm công tác ở đâu? Dạ làm xây dựng. Ừ. Em là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30. 30. Ừ. Còn vợ của Võ Công? Dạ chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. À, em tên là Huỳnh Thị Thảo Nguyên, hiện em làm thư ký công trình. À, năm nay em 24 tuổi. Rồi, Công với Nguyên lần đầu tiên gặp nhau như thế nào? À, dạ thực ra là gặp nhau, quen nhau qua mạng. Thì hôm đó là mùng 1 Tết, em ở nhà mới quét Zalo tìm bạn bạn. Quét Zalo. Xong rồi thấy anh này avatar hình là đang ngồi nhìn cái máy tính. Em nghĩ là anh này chắc là chăm chỉ lắm nên là kết bạn làm bạn. Chứ em cũng chưa có nghĩ gì. Nhưng mà lúc đó em quét là có nhiều người không? Dạ cũng được 5-6 người gì đó. Rồi sao? Bao lâu thì mới gặp nhau ở ngoài không? Dạ lúc đó là chat rồi gọi điện thoại rồi em đi nhà thầy. Em mới rủ anh này đi chung tại bữa đó không cũng không có xe đi. Ừ. Thì hôm đó lần đầu tiên gặp nhau thì em thấy ảnh người thì ốm ốm đen đen mà mang mắt kính kiểu giống em nghĩ là kiểu giả danh trí thức vậy. Rồi mang theo một cái giỏ quà lớn, chắc nhờ giỏ quà nên em thấy cũng được được. Nhưng mà lý do gì mà em quét 5-6 người mà em chỉ có để ý với anh này? Tại nói chuyện với anh này nhiều nhất. Rồi sau đó là bao lâu thì mới yêu nhau? Cỡ tháng sau là bắt đầu yêu nhau. Rồi yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Chắc tôi nghĩ chắc cũng nhanh lắm đúng không? Dạ tầm 1.5 năm. 1.5 năm. À, trong lúc yêu nhau thì có giận hờn, có chia tay gì nhau? Dạ không, lúc yêu nhau á là chắc chắn là không có trục trặc hay là chia tay. Vì vợ em đi học, em thì đi công tác xa ở ngoài Thanh Hóa rồi. Vì đâu gặp nhau cãi bao nhau. Bao lâu? À, 8 tháng. Trời ơi, 8 tháng luôn hả? Dạ. Yêu xa 8 tháng luôn. Dạ. Là yêu cách ngăn cách bởi địa lý đúng không? Dạ. Rồi sau 8 tháng rồi về. Dạ sau 8 tháng nó về thì tình cờ anh ấy làm cái công trình đó đằng sau trường đại học của em. Quá tiện luôn. Như vậy dạ. Là chỉ có mấy tháng tìm hiểu thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Tầm 6 tháng là tụi em quyết định cưới. Cưới luôn. À. Mà em vừa học xong đại học. Dạ cũng xong tầm mấy tháng rồi. Mấy tháng sau thì là... coi như vừa xong. Dạ. Là cưới luôn. Không, em thì là 30 rồi. Dạ. Cũng hơi đứng rồi đó ha. Hôm lúc đó anh chưa là... chịu cưới đâu. Mẹ em mới nói là con có quen ai không. Thì em mới nói là quen ông xã vậy đó. Thì mẹ mới nói là để mẹ coi tuổi coi được không thì cưới luôn. Ồ, vậy hả? Mà tại sao mẹ lại bắt cưới sớm dữ vậy? Tại mẹ em nói là nếu như mà cưới thì sẽ cưới liền. Còn không cưới thì đợi 3 năm nữa mới cưới. À tuổi đúng không? Dạ. Thì hỏi ông xã có muốn cưới không? Thì anh nói sao? Dạ, lúc đó em cũng chưa dự định là cưới. Tại vì đi mặt nó già nhưng tâm hồn trẻ thơ. Dạ, nhưng dự định là chưa cưới. Nhưng mà vợ nói vậy, bên vợ nói vậy thôi, cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Cưới luôn cho rồi. Về nói gia đình em là cũng bình thường đúng không? Ok luôn. Dạ ok luôn. Nhưng mà về dạ. Phía em là em cũng chưa chuẩn bị là cái việc là cưới hỏi luôn đúng không? Dạ đúng rồi, lúc đó là tụi em cũng chưa có dự định. Em dự định chắc khoảng 1 năm nữa. À. Bây giờ chị hỏi nè, thực ra lúc mà tụi em yêu nhau thì là cũng chưa có tìm hiểu về nhau nhiều. Mà bạn này thì cũng chưa có chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân đúng không? Em cũng y vậy. Rồi đến khi tụi em lấy nhau rồi, tụi em ở riêng á, thì cái cảm nhận về hôn nhân của tụi em như thế nào? Lúc mà em chưa có dự định lấy vợ á, tại vì bạn em cũng 30 rồi, lấy vợ có con rồi. Thấy bạn em lấy vợ á, là thấy cuộc sống đấy thấy nó khó khăn, chật vật kiểu mà không được tự do đó. Em cũng không thích lắm. Em sợ lấy vợ. Mà từ lúc lấy vợ á, mà bắt đầu như mà em bước vào cửa thiên đường vậy đó. À vậy hả? Có nghĩa là khi mà em lấy vợ xong là em tưởng tượng như em đang ở thiên đường luôn. Chứ không giống như bạn bè em mà lấy vợ xong rồi kể với em đủ thứ chuyện mà này vợ này nhằn này nọ nhằn. Vợ em nhằn cái là em nấn nút biến mất tiêu. Không còn nhằn nữa. Biến nút đi đâu? Đi vòng, ngày nào điện về hết nhằn chưa? Hết rồi đi về. Vậy hả? Ồ vậy đó hả? Rồi. Rồi, em kể tiếp tầng 6. Dạ, anh hay nạt nạt em lắm, hay lớn tiếng nạt. Hồi sáng này chuẩn bị đi quay á thì em để cái mắt kính ở dưới nệm. Thì anh mới nói sao để cái kính ở đây, lỡ đẹp rồi sao. Thì em mới nói là để đây đi xíu ông xã đem mang để thôi quên. Thì ông xã cứ kêu là thôi cất đi để thôi đẹp sao.
anh này kêu em khóc vậy đó, có nhiêu đó thôi. Cái mắt kiến này đi hả? Ôi hay nạt vợ vô cớ đúng không? Dạ cái lẽ ra cái đó có thể nói là nghe được rồi, đâu có phải nạt đâu. Rồi cái gì nữa, ví dụ chuyện kinh tế trong gia đình thì sao, ai là người quản lý chính? Dạ hồi trước là chồng quản lý, lúc sau nữa thì hai người cùng quản lý, cuối cùng thì em quản lý, chồng tài trợ. Em quản lý nhưng mà anh hỏi câu là vợ quản lý nhưng mà chặt không? Vợ quản lý ok hơn em. Đầu tiên là em quản lý, nhưng mà tháng đầu tiên á em quản lý kiểu gì mà không còn đồng nào, cuối tháng không còn đồng nào luôn. Là em ăn nhậu rồi sao? Không, em là nhậu là từ lúc sinh viên mà biết nhậu tới giờ mà chưa bao giờ thấy ai xỉn. Là sao? Là em xỉn trước hả? Là em xỉn đi rồi. Em nhậu dở đó. Nhưng mà lúc đầu tiên mà mới về là tự ảnh nói là để ảnh quản lý tiền luôn. Dạ không, cứ im lặng như vậy thôi. Tức là nghiễm nhiên luôn. Mặc định như vậy. Rồi lúc đó em sao, em sốc không? Em cũng thấy mức rất cũng khó chịu nhưng mà thôi cứ để chồng quản lý. Nhưng mà ảnh quản lý, ảnh có rạch ròi không? Ảnh có... Dạ rất là rạch ròi. Ảnh liệt kê ra hay sao? Dạ đúng rồi, kêu là vợ phải ghi cái này ra, số 1 bao nhiêu tiền, chi cái gì. Cho em tiền ăn cơm cũng phải là ghi bao nhiêu tiền. Giờ đó, bữa đó là nói chuyện em vừa ngồi vừa khóc. Em nói là ông xã sai rồi, cái này đâu phải là cái gì cũng nhớ để ghi được, có khi mình quên rồi sao mà cái đó nhỏ xíu mà phải sao phải ghi. Ông xã ngồi tỉnh bơ. Ủa có cãi nhau? Dạ không, em ngồi em khóc im ru. Khóc vậy không à? Khóc không nói gì hết trơn. Có em bị ức chế không? Dạ cũng có, nhưng mà từ từ nói em thuyết phục ông xã. Thuyết phục bây giờ cuối cùng mình quản lý luôn. Rồi giờ em quản lý, em có giống như ông xã em không? Nghĩa là viết ra liệt kê. Dạ trong tháng thì em sẽ liệt kê cái gì mua, cuối tháng em báo cáo thu chi. Rất là thoải mái. Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi hả? Còn lại là thương em. Rồi còn em, vợ em có tật xấu gì không? Vợ em có tật xấu cằn nhằn khó chịu. Mà mỗi lúc cằn nhằn là em biến. Nhấn nút. Nhấn nút biến. Với cái hay mít ướt. Đó, khóc đó. Mít ướt mà tự động khóc, tự động hết. Automatic. Rồi, bây giờ mong muốn võ công thay đổi điều gì? Dạ, em muốn sẽ bớt nạt em lại đi. Cái gì có thể nói được, chia sẻ được thì mình nói, mình chia sẻ thì nó sẽ hay hơn. Thấy chưa? Người ta đã mong manh dễ vỡ rồi mà giờ còn nạt người ta nữa. Thì ông thấy nạt thì em nghe thôi, nhưng mà em cảm thấy cái đó không có đáng phải lớn tiếng. Còn gì nữa không? Dạ có thể đi làm về sớm hơn xíu. Hồi xưa ông đã đi làm tới 11 giờ đêm mới về. Thì lúc đó mới cưới mà em ở nhà em khóc. Khóc nữa, có mấy tháng khóc hoài vậy? Rồi bây giờ có bớt lại chưa? Bây giờ là đã về sớm hơn được chưa? Dạ về sớm hơn, tại em nhũng nhiễu thôi. Rồi ngược lại, võ công muốn vợ mình như thế nào? Bớt càng ngàn lại, bớt mít ướt lại. Hơi mít quá, đụng tới là khóc. Mít rượu. Hai người này mong muốn thay đổi đơn giản quá chị Dân. Thì bây giờ họ mới sống gần nhau có mấy đó. Tháng thôi. Bây giờ ông này về sớm thì bà này bớt mít thôi. Bớt nạt. Đó thì bên đây không có mít nữa. Bớt về trễ thì bên đây hết cằn nhằn. Hết mít luôn. Đúng không? Mà công việc em cũng phải cần phải tăng ca để làm cho xong việc á. Vợ chồng là vợ chồng nhưng phải lo cuộc sống đầy đủ, có kinh tế mới được chứ. Đâu phải lúc nào cũng bỏ công trình rồi đi về nhà với vợ. Rồi tiền đâu lo cho vợ đây. Không, nhưng mà chị hỏi nè. Giờ vợ mong em là có những cái có thể nói được bình thường á thì em có làm được cái đó. Cái đó được. Nhưng có những lúc mà em nạt á là em cũng cố tình là em kiếm chuyện với vợ cho vợ khóc. Thích chịu gây sự. Trời ơi, cái sở thích gì mà thú tính vậy trời. Tại cái con người em giống cái tên võ công mà. Phải gây sự đó em nghe không, có nghĩa là chồng em cố tình muốn nhìn em khóc, tại vì lúc em khóc á thì thấy thương, thấy dễ thương á. Bây giờ khi mà anh đã nói ra cái ý là đó là anh thích như vậy thì em có đồng ý cái thích đó không? Dạ, hay không, là đồng ý à? Không đồng ý, nói đồng ý quá. Nếu mà không thích thì thôi, tại là mình tưởng mình thích vậy để cho cái không cái giống như là tìm cảm giác lạ đó, nhưng mà giờ bà không thích lạ thôi. Chị thấy nếu mà vợ em có cái yêu cầu kia thì em bỏ đi. Em thử bỏ đi. Bỏ thì chắc không bỏ liền được, nhưng mà em sẽ rút kinh nghiệm. Ráng rút đi cho nó khóc hoài tội nghiệp. Đây là sắp tới bây giờ để cho người ta thoải mái đi, người ta có bầu. Ta bầu có em bé cho em, đúng không? Trời ơi chọc quá hai. Rồi hai đứa cái nàng gái lớn khóc rồi gái nhỏ nó khóc nữa rồi dỗ sao? Dỗ cả nhỏ, dỗ cả hai. Bây giờ tụi em đang muốn có em bé hả? Dạ, đang dự định. Dự định đó chúc đi. Thôi, xin chúc cho vợ chồng của võ công sẽ có một thằng thâm hậu. Đó, mau chóng có một thằng thâm hậu và thậm chí liên tục có con bé thằng cao cường. Con bé cao cường luôn. Đó, bé. Rồi, xin chào hai em.